menu hồi xưa chúng ta mới chỉ làm hai cấp thôi, có nghĩa là làm cái mục lục ấy, nó chỉ có một hai như này không có ba, bởi vì là khi mà mọi người vào uống cái trà sữa, mọi người uống trà sữa chưa, thì nó có này, vừa là có tên, vừa thứ hai là có giá, và thứ ba là có size của nó nữa, size M, size N, size S gì đấy tùy mọi người, thì làm quần áo hay làm catalog người ta cũng có những dạng đấy để mọi người cho là cỡ to hay cỡ bé, ví dụ gọi bát phở nhưng mà size to hay size bé, thì cái đấy nó liên quan một cái thứ như sau. Nào bây giờ thì chúng ta làm luôn các bạn nhìn này, lúc này chúng ta nguyên tắc của cái việc mà thiết kế thì bao giờ nó cũng phải là một cái menu và là text text văn bản, mọi người nhớ nhá, và mọi người sẽ ghi là chà thôi ghi một cái đơn giản đi, táo đi, hai chấm, mọi người sẽ đặt ra một cái giá trị là khoảng 15k, và chúng ta cách ra một cái nữa và chúng ta sẽ ghi là m, mọi người nhìn này chưa, chuyển xuống dưới thì chúng ta sẽ chọn một cái giá trị số 2, đó là gì, hai chấm 45 35k, cách xuống dưới m n. Chúng ta xuống dưới một tí nữa là chúng ta sẽ chọn là cơm, hai chấm, tất nhiên trên InDesign thì cái này nó sẽ là một cái thuộc tính để các bạn có thể làm ra một cái tờ rơi gì đó nó sẽ rất là hợp lý, ví dụ như là chúng ta chọn vào 467k, đây là trường hợp đầu tiên mà mình dạy lớp này là cái này, mình cũng nói trước bởi vì hồi xưa mình chỉ dạy hai cấp. Sau khi mọi người làm xong thì mọi người lưu ý một tí, đó là chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng, đó là PPA, và chọn vào Uncanny. Mọi người nhìn lên Uncanny chưa? Và sau khi ấn vào Uncanny thì mọi người nhìn thấy chữ chữ P, có nhìn thấy chữ P không ạ? Đấy, nó sẽ ra biểu tượng này này. Thì ví dụ vô tình là một ngày nào đó mà bạn ấn vào cái biểu tượng này ra mà đánh cứ ra chữ P này thì mọi người nên ấn vào Uncanny thì tự khắc nó lại hết như bình thường. Ở trong phần này thì mọi người cố gắng làm sao mọi người ấn vào đây gõ phím tab TAB, như mọi người nhìn chữ TAB chưa? Đấy, ấn ấn phím TAB gần chữ Q trên bàn phím mẹ. Và cũng tương tự như vậy thì mọi người gõ sau chữ M đến TAB thì mọi người có nhìn thấy chữ P này được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy chúng ta ấn vào TAB và chúng ta tiếp tục chọn nó. Đó. Như này đúng rồi, chúng ta tiếp tục chọn nó. Và chúng ta gõ vào đây. Mình nhìn này chưa? Sau khi làm xong bắt đầu chúng ta chọn vào Windows, chúng ta chọn vào, tại vì vốn dĩ nó tên là TPE, chúng ta sẽ chọn một cái nào gọi là TAB, mọi người chưa? Đấy, nó chính là cái lệnh mà các bạn đang học đấy. Đấy thì sau khi mà chọn xong ở đây thì nó có một cái giá trị là cái vị trí này này, là vị trí giữa, đánh dấu ở vị trí giữa cho mình này, mình có thể tích vào đây, mọi người nhìn này chưa, mọi người tích thêm một cái đấy, tự khắc số 15, mọi người nhìn lên 15 tự nhảy lên chỗ này chưa, và cái điểm này là điểm chốt cuối, mọi người có thể chọn vào đây và mọi người tích vào đây nữa đó, thì tự khắc mọi người thấy nó tự chạy chưa, nó chạy rất là đơn giản, sau đó mọi người chỉ cần ấn vào cái chữ leader và ấn dấu chấm nhảy thôi thì tự khắc chỗ này nó sẽ làm sao có dấu chấm bên này, nhưng nếu mà mọi người chọn vào cái biểu tượng đó là cái này ở đây, đây mình sẽ thay đổi cái này cho mọi người xem, tích vào đây nhá. Đấy. Thì cái vị trí chỗ này khi mọi người tích vào đây nhá, mọi người ấn chỗ này, mọi người ấn dấu chấm thì tự khắc nó có dấu chấm đằng trước, mọi người tích vào điểm này ấn dấu chấm thì lại có dấu chấm này, vậy sau khi làm xong thì mọi người chỉ việc làm sao tích đúp vào biểu tượng chữ và xuống dòng, chúng ta có thể là chéo hai chấm, chúng ta ghi cách một cái, hoặc là cách một cái chúng ta ghi là 34k, nhưng dấu này mình chỉ cần ấn vào đây, ấn tab đây, chọn một cái nữa là chúng ta sẽ gõ là một cái nữa là chọn vào size k, chúng ta gõ vào đây ấn dấu tab tự khắc này và tích vào đây dấu tab thì tự khắc nó nhảy hai cỡ, đánh nhá, đầu tiên là đánh, phải đầu tiên là đánh một cái đối tượng này, mọi người nhìn này, đánh một cái mì chọn hai chấm này, mọi người ghi số tiền này 98k, cách ra một cái size của nó là size Q, mọi người nhìn thấy chưa,
Thì sau cái dấu 98 này mọi người chỉ cần ấn TAB thôi thì tự khắc nó nhảy đến chỗ TAB cho mọi người. Sau đó tiếp theo một cái giá trị nữa mọi người tích vào đây thì tự khắc nó sẽ có hai size. Và như này thì gọi là làm 3 cấp đấy ạ. Thì cái này nó sẽ làm được cái gì? Cửa sổ E cho mọi người xem. Chúng ta sẽ chọn vào ô D, chúng ta chọn một cái này. Đây là một đồng chí bảo em chuẩn bị sắp làm cái này. Đấy thì mọi người nhìn thấy chưa? Đây là cái sản phẩm chắc chắn nó sẽ có 3 cấp đấy. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 này. Nhìn thấy không? Nó sẽ có rất nhiều cấp để cho mọi người chọn nữa. Mà đặt thẳng hàng thì chắc chắn là chúng ta phải dùng cái biểu tượng như vừa rồi mình mới làm được. Đó, thế đó. Đơn giản cái này. Và cái này là một chiều là 19 và một chiều là 14.5. Đây là menu của toàn bộ hệ thống này đấy ạ. Quán trà nó có mặt trước và mặt sau các bạn nhé. Đây mặt trước của nó chỉ đơn giản như này thôi. Đấy, dàn ra một cái này. Muốn tội là bây giờ mình phải làm lại nên là những cái này nó không còn ảnh sắc nét nữa nên là nó chỉnh sẽ rất là khó. Không biết có chỉnh được không. Hy vọng rằng sẽ chỉnh được cái này qua Photoshop để cho nó sắc nét rồi sau đó chọn một cái màu đó là xong. Đập như này là ok rồi. Thế xong kiếm những cái biểu tượng icon là xong. Bìa này là nào. Thế thì có thể thay thế bằng những cái biểu tượng như thế này cho nó sắc nét. Đó thì hôm nay thì nhưng mà chỉ cho mọi người đó là về cái cách đó là làm menu. Sau khi làm xong như này thì mọi người ấn vào Alt Y nắn thì mọi người sẽ thấy rằng ở đây chúng ta đã có được biểu tượng một cái menu dạng 3 cấp nhá. Có menu 3 cấp đấy. Menu 2 cấp đầy nhưng menu 3 cấp là khác nhau đấy nhá. Rồi nào, sau khi làm xong thì bây giờ mọi người còn nhớ cái này không ạ? Cái này là gọi là chèn ảnh và text và chèn khuôn và text. Ok, thì mọi người sẽ nhìn cái này và mọi người vẽ lại. Em sẽ copy cho mọi người cái file thiết kế này. Sau đó mọi người sẽ là dàn lại như với chủ đề khác và có thể tự sáng tạo theo cách của mình, không nhất thiết phải theo cái hình này. Có thể chéo, có thể là vuông, tròn, tam giác tùy mọi người. Mình thích một kiểu như vậy. Cái thứ hai đó là link giữa các phim text và đồng thời nó có cả chèn. Đó, tiếp. Tiếp theo, đánh text trong khung. Mọi người nhìn này chưa? Chúng ta sẽ chọn ra cái đây gọi là đánh text trong khung, vẽ ra một cái khung cho text vào thì đấy là text số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nữa đó là gì, đó là text đánh theo đường dẫn. Text đánh theo đường dẫn là vẽ một cái đường dẫn ra và chúng ta đánh text như mọi chúng ta có chia sẻ, đó là text số 3. Và tất nhiên làm được cái này là đầu tiên. Và cái số 2 thì mình sẽ làm được cái số 2 chính là gì, text chạy theo hình tròn. Có nghĩa là mình sẽ phải làm toàn bộ đấy. Đây, text đánh theo hình tròn nó chính là cái này. Và text đánh theo hình tròn nó có theo kim đồng hồ và ngược kim đồng hồ. Tiếp theo, trong cái phần text của chúng ta nữa thì sau khi mà chúng ta đã hiểu về cái text này thì chúng ta sẽ đi đến cái text gọi là text số 4. Cái text số 4 này nó thực chất nó chính là text số 1. Nhưng nó chỉ khác cái gì ạ? Và các chị nhìn vào đây, ví dụ chúng ta sẽ đánh một cái text số 4 như này. Thì khi mà chị gõ như này thì có phải là tự sắc khớp làm sao? Enter xuống dòng thì nó sẽ làm sao? Nó là dạng đi từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Tùy từng chất mà cái này người ta mới đánh theo kiểu này. Tôi đặc biệt một số cái biển Nokia hoặc là một số cái biển mà biển của các cửa hàng nhỏ nhỏ laptop đấy. Ví dụ sửa laptop thì người ta đi sửa laptop theo chiều dọc cũng có thể làm cái cách, chứ không phải chờ xuống dòng nữa. Xuống dòng rất là lâu, chẳng nhẽ mình đánh một chữ dòng xuống dòng, đánh một chữ xuống dòng rất lâu. Vậy thực chất nó chính là gì? Text nằm ngang. Chị có thể chọn text số 1 đánh vào cái biểu tượng. Các chị mới nhìn thấy cái này ạ. Vậy trong cái phần này là tại sao cái này mà lại giống cái này được? Bởi vì vốn dĩ thì pair nó chọn vào horizon là theo chiều nằm ngang, còn vertical là theo chiều nằm dọc. Đấy thì khi mà chị ấn vào đây thì từ ngang trở thành dọc thôi. Thì nó cũng giống nhau. Nên là thực chất này, giống như là trước khi vào bài chữ em đã nói rồi, là chữ chúng ta thực chất học chỉ có 4 loại thôi, chứ không phải là 7 loại thôi. 4 loại này em tính ở cả cái loại cuối cùng đấy. Hôm nay chúng ta sẽ đi rất là nhanh, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào thực hành, làm kỹ một tí. Đây ạ.
sau ấn vào đây thì câu hỏi này trở thành gì? Thấy thành dọc chưa? Và không thích nữa thì này chọn vào thành ngang thôi. Nó giống nhau à? Vậy thì thực chất là cái chữ ngang và chữ dọc là giống nhau. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cái text số mấy ạ? Cái này nó có giống cái này không ạ? À vậy thì nó cũng chỉ là ngang và dọc thôi. Nên là khi em trình bày thuộc tính như cái này thì coi như là cái này đã làm xong rồi đấy ạ. Ok, cái này là text đánh trong khung nhưng lại nằm dọc. Còn text này là sao? Đánh theo đường dẫn, nhưng mà cái này ngang thì cái này là dọc theo đường dẫn đấy. Thế thì tùy các chị, nhưng riêng text số 7 chính là cái text khá là quan trọng. Mọi người ghi đi text số 7. Điều chỉnh text một cách trực tiếp. Ví dụ cái text này rất là hay. Mọi người có thể chọn một cái biểu tượng là không chữ, nó có thể dày lên để cho mọi người nhìn rõ hơn. Nhìn không? Tại sao nó hay? Ở chỗ rất đơn giản, khi mọi người chọn một text này, mọi người có thể tự điều chỉnh được các khoảng cách. Ví dụ tôi muốn chữ Y của cái này giữ shift chúng ta đẩy sang trái, thì mọi người có thể là đẩy cả cụm này sang không? Và thậm chí là nó có thể đẩy từng cái một, ví dụ đẩy từng tí một. Ok, click vào đây, đẩy vào đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Như này thì chúng ta sẽ chủ động cho việc co chữ một cách rất là chuyên nghiệp. Đấy, khi làm thiết kế cho một sản phẩm thì mọi người phải tính cái co chữ này để cái cụm chữ mình đẹp hơn, tốt hơn. Đó. Mọi người nhìn thấy chưa? Và cái tích nó có hay ở chỗ là khi mọi người tích vào đây thì mọi người có thể được quyền là chọn màu rất là nhanh. Mọi người chọn thấy màu nhanh không ạ? Chọn màu cực kỳ nhanh luôn. Và tiếp theo nữa là tích này nó có thể làm sao? Nó có thể phóng to một cách rất thoải mái. Nó làm phóng to thu nhỏ cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Nhỏ to đều làm được hết nhỉ. Và nó thuộc tính ở trong cái phần mà hôm trước em có vẽ cho các chị, đó là những cái ký tự đặc biệt, nó là cm rồi những cái biểu tượng mũ đấy không. Cái này cực kỳ dễ, chị cầm này chị nôi lên phía trên, chị cầm này chị nôi xuống phía dưới. Đấy, lại thích cái chỗ này, nó vẫn là text nhưng mà nó được quyền kéo. Và thậm chí là chị muốn xoay chỉ cần kéo xoay thì có vẻ biểu tượng xoay, cái này xoay rất là dễ dàng, thích xoay kiểu gì cũng được. Nhưng thực chất nó làm ra cái gì thì bây giờ em kéo nuôi xuống một chút xíu cho chị nhìn. Chị có nhìn thế này không? Cái này chính là bố cục chữ đấy. Cái này là phiên bản của người nước ngoài người ta làm, nhưng mà chẳng qua là cùng là một chữ nhưng mà chúng ta có thể nuôi kéo nó. Tất nhiên có thể tách ra được, nhưng mình có thể lựa bằng cách như sau. Đấy, mọi người chọn màu đen hết, mọi người chọn là phím T, chúng ta đặt vào chữ, đây là chữ, ví dụ đặt thì chữ O như này, là chữ E này, chữ mình có thể đặt như này. Mọi người nhìn đi nhỉ? Và chúng ta được quyền xếp bố cục chữ mà. Xin như nào đó để cho nó có thể có sự khác biệt đi. Và tất nhiên trong quy trình khi mà đặt thì mọi người có thể phóng to nha. Mọi người có thể thu nhỏ nha. Làm bố cục chữ này người ta phải kiểu nó cũng phải khác thường như một tí. Sau đó người ta với những cái design mà những cái chỗ mà khoảng không này, người ta mọi người có thể nắm cái chữ cực kỳ to, sau đó đặt những cô gái mà bám vào những cái vị trí chữ M, chữ E này thì trông nó sẽ rất là thời trang. Ví dụ người ta làm thời trang, người ta có thể làm cái chữ thời trang, sau đó cho cô gái đứng ở dưới chân của những cái chữ đấy thì nó cũng rất là tốt. Vậy thì với cái cách như vừa rồi đấy thì cái T số 7 này nó có tính năng là điều khiển chữ một cách trực tiếp. Và với cách đấy thì chị sẽ làm được ra những cái biểu tượng giống như này được. Ok, mọi người nhìn này chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn một cái được gọi là thư viện hình. Còn cái thư viện hình này đúng không ạ? In hoa em nói rồi, chế dấu em nói rồi. Bây giờ là thư viện hình. Thư viện hình thì trong cái phần chữ của chúng ta nó có một cái phần nữa, đó là phần này. Thì có phải hôm trước này chính là chế dấu không ạ? Thì trong cái phần chế dấu này nó có thêm một cái thư viện hình nữa là chị gõ vào đây biểu tượng là chữ V kép. Chữ V kép thì sau khi chị chọn chữ V kép xong thì chị chọn vào wedding thì phông chữ nó sẽ có tất cả thư viện hình này cho chị. Ví dụ đây là những thư viện hình. Đôi lúc mình có thể lấy cái kéo, lấy cái kéo để mình làm ra một cái tín hiệu thiết kế đồ họa gì đấy. Ví dụ em làm cho tóc chẳng hạn, chị giờ làm cho một thương hiệu tóc nhá. Ví dụ
chúng ta có thể chọn một cái kéo, nhưng cách lấy nó bằng cách nào thì chị phải chọn vào cái biểu tượng chữ T, tích ra một cái đã, rồi bắt đầu chúng ta mới tích đúp vào đây thì mới lấy được cái kéo. Có nghĩa là mình phải tích ra một cái xong tích đúp vào biểu tượng hình mình muốn lấy thì nó mới được. Và sau khi mà đã có cái kéo xong thì mọi người có thấy rằng là khi phóng to như này chúng ta có cái kéo này chưa? Và khi có kéo xong thì chúng ta ấn vào Ctrl nó. Bây giờ chúng ta sẽ ghi là chọn vào ổ D, chúng ta chọn Haru, Haru tóc, và chúng ta chọn vào cái logo, chúng ta chọn vào cái cát, không biết cái cát là cái nào nhưng mà tóm lại mình sẽ chọn một cái tạm, không biết có phải cái này không, không phải đây. Bật cái này lên thử xem đó. Đó, có thể là tạo ra một cái biểu tượng tín hiệu gì đó về tóc chẳng hạn, chỉ đơn giản đấy như vậy thôi. Đó thì mình làm mình có tính thế. Và không biết mọi người còn nhớ cái nét này không nhỉ, mọi người làm nét xong rồi biến nó chuyển này kiểu ngẫu nhiên đấy, dính dắt ngẫu nhiên xong cho ít thôi thì nó sẽ lấy này, và cho cái kéo che một phần này đi và đặt cái kéo vị trí này để dạng như mình cắt tóc hay cắt tỉa ở đây đấy, thế là đấy là cũng là một cái tín hiệu. Rồi vậy thì cái thư viện hình mà em đưa cho các chị đó thì chính là cái này, thì chị có thể chọn vào thì file chọn vào đây. Sau khi chị chọn xong thì chị sổ xuống và chị sẽ chọn tiếp. Ví dụ chọn vào đây thì lại là một thư viện hình khác, chọn vào đây một thư viện hình khác và chọn vào đây thư viện hình khác. Nó có rất nhiều thư viện hình. Chị nhìn đi ạ. Con chuẩn bị đồ. Con chuẩn bị đồ đi. Nào, ở trong đây thì nó có cả cái bản đồ thế giới này. Mọi người nhìn cái này chưa? Mọi người muốn có được cái này thì mọi người sẽ tích vào đây một cái và nó tích đúp vào đây. Thì có phải lấy được bản đồ không? Tại vì nó là phông chữ mà. Và sau khi có bản đồ xong thì phải ấn vào Ctrl Shift O để nó trở thành đối tượng thường. Đúng không? Và đây là những cái thư viện hình mà chúng ta sẽ có được và chúng ta sẽ lấy được trong cái bản thiết kế. Bởi vì một số cái background trong một cái quyển catalog trong một cái công ty về vận tải ấy, thì người ta hay để cái background nó cái bản đồ thế giới để cảm giác là đi từ nước này đến nước kia, hoặc là máy bay. Kiểu như là cái máy bay này, ví dụ cái hãng này được phổ biến trên bao nhiêu nước trên toàn thế giới chẳng hạn, thì người ta đánh vị trí dấu ở đây, nhưng mà cái background dưới là chính là toàn thế giới thì người ta sẽ để cái nhà. Đấy cũng là một cái cách mà để chúng ta tự suy nghĩ ra. Còn cái hơi như ông ngọ thì vừa có làm cho mọi người xem, đó là cái đây, mọi người nhìn cái chữ cà phê này chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl Shift O thì chúng ta mới đổ được cái này, đổ được nét của đối tượng, đúng không? Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái chữ bên cạnh, đó là chúng ta nối chữ, chữ NS chúng ta có thể tạo ra như này. À, những cô gái chân dài. Ctrl Shift O chúng ta mới làm được cái này. Ví dụ thì em sẽ làm lại luôn cái chữ chân dài này cho chị xem. À, Roboto. À, đây là tôi đây chân dài. Đó. Và sau khi mà các chị làm xong này, Ctrl Shift O thì lúc này chọn vào cái công cụ phím Mac. Không bao giờ đừng quyền là cầm cái kéo nhảy nhá, nó bị sai đấy. Chị phải dùng phím ma, chị quét qua cái phần chân này này, chị giữ phím đi hoặc là giữ shift này, kéo thêm phần này nữa là chọn hai điểm này và giữ shift để kéo nhảy. Thì cái tỷ lệ về cái hình ấy nó không bị thay đổi, nó không bị thay đổi thì người ta mới tạo ra những cái chữ như này nó dẫn được. Hồi xưa đã có những bộ phim những cô gái chân dài rồi và nó làm theo phong cách chữ nhảy. Đấy thì đấy là cái thời kỳ mà em đã được đi xem phim này rồi. Ok, và lúc này chúng ta sẽ chỉnh cái này lui lại một tí, là tích cái là cái này chuột phải ăn group. Và cái này đẩy sang bên tay trái, cái này đẩy sang bên tay trái một chút xíu nữa, cái này đẩy sang chút xíu nữa và cái này đẩy sang chút xíu nữa. Cái này đẩy sang chút xíu nữa và cái này đẩy sang chút xíu nữa thì cái tỉ lệ bố cục giữa các chữ này nó sẽ rất là chắc. Nhìn không? Nó giống như mặt của một cái thắt lưng.
thủy Dunin gì đấy, hình như thế. Alo. Ừ, anh nghe đây. Đấy thì sau khi mọi người làm xong này thì mọi người sẽ có được cái này. Còn cái trường hợp tiếp theo là mọi người có nhìn cái phần chữ này không? Thực chất rất đơn giản thôi, mọi người đánh một cái phần chữ rất là nhiều. Sau đó mọi người đánh một cái chữ tiếp theo là chữ bình thường A. Và sau đó mọi người phóng lên thì đặt cái chữ A lên trên cái chữ nhiều này, cho vào căn cho số. Thì nó làm được cái này. Đấy, chỉ đơn giản rồi thôi. Và cái những cái này thì đã làm xong rồi. Bây giờ thì việc còn lại là chúng ta sẽ copy và lấy vào nào. Chữ này là chẳng qua này em chỉ có nhìn thấy em đi ra chữ này xong em đặt những cái khoảng